Thưa quý vị, là quốc gia xuất khẩu cà phê đứng thứ hai trên thế giới, nhưng việc trồng, chế biến và tiêu thụ cà phê của Việt Nam chưa thực sự bài bản. Việc nỗ lực xây dựng vùng nguyên liệu cà phê, hình thành thương hiệu sẽ là hướng đi đúng và cần thiết của các doanh nghiệp để mang hương vị cà phê của mỗi vùng miền đến với người tiêu dùng trên khắp mọi miền Tổ quốc và xa hơn nữa là vươn ra biển lớn. Trong chương trình Nhịp sống kinh tế kỳ này, Mỹ Quyên mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện nỗ lực xây dựng thương hiệu cà phê Made in Bà Rịa Vũng Tàu của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Đã từ lâu, cà phê là thức uống, là thói quen và đi vào tiềm thức của rất nhiều thế hệ. Người tìm đến cà phê như tìm một nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc, là cách để thưởng thức hương vị của cuộc sống. Cho dù với mục đích nào đi chăng nữa, thì những ai đã từng thưởng thức cà phê chắc chắn sẽ không quên được hương vị đậm đà, đặc trưng của loại cà phê mà họ yêu thích. Việc thưởng thức cà phê hàng ngày của người Việt đã trở thành một nét văn hóa của quốc gia xuất khẩu cà phê đứng thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, việc thưởng thức, cảm nhận và tạo nên gu cà phê như thế nào lại là một vấn đề khác. Sáng nào thì em cũng ra đây uống một ly đại khái là sao? Cứ cà phê em là cà phê hạt nguyên chất đó, thì cứ ra cứ kêu chị chủ quán là cho một ly cà phê hạt, cái là chị đưa ra một ly cà phê đó. Lấy cà phê của Thanh Phong được 6 năm rồi, thì nói chung là khách người ta cũng khen ngon, rồi giá thành cũng mềm. Với thế mạnh là một trong những doanh nghiệp chế biến và phân phối cà phê nhiều năm, nên cơ sở cà phê Thanh Phong có trụ sở tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã cung cấp ra thị trường cà phê rang xay nguyên chất 100%, đã được khách hàng tin tưởng. Theo anh Nguyễn Văn Cường, chủ cơ sở cà phê Thanh Phong, mục tiêu cốt lõi mà anh muốn hướng tới là mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm cà phê sạch, không phối trộn nguyên liệu và an toàn cho sức khỏe. Những ngày đầu tiên khi làm cà phê Thanh Phong thì rất khó khăn. Vì thứ nhất là cái kỹ thuật rang của mình chưa tốt, sản phẩm mình chưa tốt. Nhưng vì cái đam mê khát khao, mình cứ cầm sản phẩm mình bán, mình cứ đi các quán mình chào, nhưng thực sự không hiệu quả. Những cái ngày đầu tiên, những tháng đầu tiên mình bán một tháng thậm chí có 10 ký, 20 ký một tháng. Mình thấy là khi mình bắt đầu đi chào hàng tại các quán, mình thấy sự khủng khiếp của cái sự cạnh tranh về cà phê. Và mình cũng nói chung là cố gắng để hoàn thiện sản phẩm trước. Thì cái mục tiêu là hoàn thiện sản phẩm trước. Thì từ đó mình về, mình bắt đầu mình nghiên cứu kỹ lại quy trình rang, cách rang làm như thế nào để cho tối ưu cái sản phẩm chất lượng tốt như ngày hôm nay. Mình sẽ triển khai tất cả các chợ truyền thống của trước mắt là huyện Long Điền. Mỗi chợ một cái kiosk, vừa bán cà phê mang đi, vừa bán cà phê xay thái chỗ cho khách. Gắn bó với đam mê, anh Phong không ngừng hoàn thiện về chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Đến từng quán cà phê gặp gỡ, trò chuyện, cung cấp, giới thiệu sản phẩm cà phê Thanh Phong. Có được khách hàng đã khó, gắn bó với khách hàng lâu dài càng khó hơn. Điều này đòi hỏi nhà sản xuất phải không ngừng đổi mới, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Thị trường cà phê hiện nay rất phong phú và đa dạng với hàng trăm thương hiệu và chất lượng khác nhau. Thế nhưng để cà phê Made in Bà Rịa Vũng Tàu vươn ra thị trường thế giới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực và thay đổi mẫu mã bao bì, cũng như phát triển các sản phẩm mới để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Nếu trước đây, ngoài các sản phẩm cà phê hạt Robusta Arabica, cà phê bột Robusta Arabica, thì nay, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Non Lá ở thôn Chu Hải, thị xã Phú Mỹ đã cho ra đời dòng sản phẩm cà phê Hòa Tan 3-1. Có thể nói, cà phê Hòa Tan là một loại cà phê được chế biến sẵn rất tiện lợi và nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn rất nhiều đối với những người bận rộn trong xã hội hiện đại. Cà phê Hòa Tan thay thế hoàn toàn cho cách pha cà phê truyền thống, không cần dùng phin, không cần học cách pha chế, định lượng và cả lau rửa dọn dẹp vệ sinh sau khi pha xong. So với cà phê pha phin truyền thống thì giá cả của cà phê Hòa Tan không cao hơn nhiều, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng và thuận tiện cho việc mang theo đến bất cứ nơi nào thực khách muốn. Để có được hương vị cà phê Hòa Tan thơm ngon, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Non Lá đã luôn chú trọng quá trình sản xuất, lưu kho, rang xay, đóng gói và vận chuyển. Tất cả đều phải tuân theo các quy trình thao tác, các tiêu chuẩn chất lượng và được giám sát nghiêm ngặt. Chúng tôi lại phải đầu tư tâm huyết vào trong đó về kỹ thuật, về cái sự yêu mến cà phê.
đưa sản phẩm cà phê chúng ta trở về một cái nguyên chất nhất, chất lượng nhất cho tất cả các khách hàng trong và ngoài nước, mang hương vị của Việt Nam. Đó là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi phải chọn những nguyên liệu đầu nó thật là đạt chuẩn chất lượng thì làm cho cái sản phẩm cà phê sẽ ngon hơn, nó an toàn hơn về sức khỏe đối với người tiêu dùng. Từ những hạt cà phê sạch được chọn lựa kỹ tại những vườn cà phê trồng tại Bà Rịa Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Non Lá đã nghiên cứu và sản xuất nhiều sản phẩm cà phê mang thương hiệu Non Lá với hương vị riêng. Tuy mới có mặt tại thị trường không lâu, nhưng thương hiệu cà phê Non Lá đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận và tin dùng. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Non Lá còn mở chi nhánh ở thành phố Santa Rosa, Hoa Kỳ. Song song với việc cung ứng các sản phẩm cà phê hiện có, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Non Lá đang tiếp tục cải tiến, cập nhật các xu hướng mới để cho ra các dòng sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người thưởng thức cà phê.